Thì ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì tôi là K1 Gaming đây. Ok tất cả các bạn nha, các bạn có thấy cái quần gì mà tôi đang mặc cực kỳ độc lạ bên dương không? Cái quần này mới ra hiện tại bên server Thái Lan đầu tiên thôi. Và ngày hôm nay tôi quyết định đi cải két tiếp tục để lấy cái quần này và leo lại cuộc hành trình chuỗi 100 tại server Thái Lan nha các bạn. Tôi đang có một tham vọng, đó chính là chinh phục chuỗi 100 Việt Nam, 100 Thái Lan và 100 Bangladesh. Có lẽ là đầu tiên thì tôi sẽ chinh phục 100 ở Thái Lan. Nhưng mà ở Thái Lan thì thực sự rất là khó luôn các bạn ơi. Các bạn biết tại sao không? Tại vì mình rank thấp thì mình vẫn có thể ghép với top 1, top 2, top 3, top 4 server các kiểu của nó đều. Nói chung nó ghép ganh lung tung beng luôn. Cho nên là leo chuỗi là không hề dễ dàng đâu các bạn à. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng vì tất cả những người anh em đã ủng hộ tôi rất nhiều. Hiện tại thì mình cũng đã nằm ở mức rank thách đấu 2 với 124 sao và sắp lọt top 2500, 137 sao nha. Cố gắng tối nay các bạn xem thì tôi sẽ chính thức là lọt top 2500 luôn. Top thông thạo súng khu vực Thái Lan của mình thì đang là giữ ở top 22. Tuy nhiên là tại cả nước Thái Lan thì mình vẫn chưa lên được top nha các bạn ơi. Hiện tại tôi chỉ mới 7300 điểm mà thôi. Chúng ta cần 1200 điểm nữa để có thể lọt được top 100 Thái Lan. Tôi sẽ cố gắng, đêm nay chúng ta sẽ chính thức lọt top 100 server Thái Lan khẩu M1887 luôn nha. Và vòng quay này có tên là vòng quay cái gì mày thằng khạp các kêu gì đó, cho nên tôi không biết luôn. Tôi chỉ biết là cái gói này là gói lạc đà chất chơi và tôi đã tốn kinh phí bao nhiêu để có thể lấy được cái gói này. Và đặc biệt hơn đó chính là trong event ngày hôm nay chỉ dành cho anh em nào xem hết video đã like đã đăng ký mà thôi. Đố tất cả các bạn, tôi đã bắn bao nhiêu trận tự chiến tông full cái video này. Không có quan trọng là bạn nào comment trước comment sau nha. Nhớ để lại đi giúp tôi, đặc biệt xem hết video giúp tôi cái nữa nha các bạn ơi. Và đây là phần thưởng của hai bạn đón đúng ngày hôm trước. Bây giờ thì đi vào video thôi nào, let's go. A few moments later. Với 757 KC của chúng ta, liệu rằng anh tôi có quay ra được bộ đồ này bằng cả nhân phẩm của anh tôi không? Yes sir, ra đi chứ. Anh tôi đừng để anh tôi buồn nha. Anh tôi không thích đâu. Đừng để anh tôi buồn. Ui, ra được hai cái nón. Ui, ra được cái đôi dép khủng long kìa. Mà được 3 mảnh đó ta. Ôi, mà cái này 70 mảnh mới đổi được cái quần đó nha, nó thay hơi khoa nhiều nha. Let's go, tiếp luôn. Hello anh em. Tiếp luôn anh em ơi. Anh em ủng hộ anh tô nào. Ra mảnh nữa. What? Cầy set tiếp đi anh cả. Lại ra được đôi giày này. Cả phím, cầy set tiếp nữa rồi anh em. Cái két tim. Một hit cuối cùng. Anh Tô lấy cái bộ đồ gói lạc đà chất chơi, let's go! Phan Dick, ra cái nhịp đà anh Tô. Ma thằng này bị điên không nào? Anh Tô cũng bả cái nó lấy được rồi, sao mày bảo ra cái nhịp nó ra con cái luôn kìa hả? Thằng này chơi kìa. Hè boy, đẹp nhất trời. Sao bên đây nhìn thấy gớp vậy ông nào? Ê, ván này gặp cả quân đoàn T2N các bạn ơi. Mình vừa mất chuỗi xong một xíu cũng mất chuỗi hai mấy cái để lấy ổ ra. Mó nó cắm cờ nhà. Cắm cờ. Đi Michi. Cắm cờ. Anh hết máu rồi. Rồi chết rồi. Đậu xanh nó cay thôi chứ. Quất đôi lưng. Sực nó lưng. Má cái thằng này nó ghét thôi chứ. Sực nó em. Hay. Bình thường anh mà chơi game hay gì mà nóng quá nhiều khi em bỏ vô tủ lạnh á. Nóng bầu. Nhờ thường trải qua buồn vui cùng nhau khi được đau mai về xong. Nóng hai. Lát chỗ. Chán quá mày. Cái này giống thử thách chơi Free Fire 999 cộng hả? Kẹo ra anh tôi nổ cho chờ xíu em ơi. Hay em ơi. Ôi lát kìa. Ôi đặt cái bóng ra vậy. Ô đậu xăm đứng đừng tắm mưa mà bẻ mà sao anh bắn hồi nó bị ra đạn vậy. Chà mi võ tỷ vãi hò. Ơi trước mặt. Tao có hai Tatsuya. Ok cái nút nhà nữa. Chờ xíu em ơi. Cảm ơn nhé. Máu nó. Đặt kéo không ra anh em à. Chết tôi rồi. Đặt kéo không ra. Trời ơi, chết game chúng ta chết chết tôi quá. Cái tận cùng của nỗi đau anh em à. Tận cùng của nỗi đau luôn á. À Tô ơi, đổi xe tôi sao vậy? Tận cùng của nỗi đau anh em ơi.
ngộ lát cho ngộ trời ơi lát quá lát luôn nậu. Ơ đặt kèo đúng nè. Vậy anh Tùng ơi, anh đặt kèo nó không ra luôn á chứ. Vãi cá binh kìa. Từ từ em ơi, anh đang qua nè, anh đang qua nè. Cứu, cứu em. Cứu, cứu. À, nó cứu xong rồi, bắn. À, cứu anh Tùng. Má bên đây anh đặt kèo á. Đặt từ sáng tới tối nó mới ra, anh đặt kèo ông nội. Vãi cái nó đặt. Vãi cái nó đặt cứu. Tài ơi, Tài. Tài ơi. Má. Tùng ơi, còn một với em. Ây, quên đi, trời ơi. Lạnh trời. Nó cắm cờ em Tùng. Nó cắm cờ nó cay đấy. Lâu xem lại nơi anh Tô Hải Y ba gì. Mày cắm cờ. Quay lọ. Quay vậy. Xì đi xì lẻ xì ơi. Tê ơi hay. Mình bấm khoảng tầm 1 giây sau nó mới lướt cái. Nó bị delay á. Khó chịu cực. Từ từ em ơi. Ui ớ cửa hiểu hả? Nói nó cứ nhịp giữa không mà luôn ấy, đã kéo xuống lưng lưng. Ôi chết rồi. Từ từ em ơi, từ từ em ơi. Nó có DPG à? Cảm ơn nha. Ui giời ơi. Cứu em anh Tu. Ui giời ơi. Ủa chết luôn hả? Ôi trời ơi, mày nó nồng đèn mẹ ván này bắt ổn nè. Ok, nó xây vòng vòng luôn kìa. Phải thật. Ván này mình gặp ngay cái thằng Minku. Thằng Run BC, thằng Amboster Te. Chết bà mày rồi, một đĩa bay, một chín. Rồi có katana. Ơ. Ừ. Mày nói trên nóng em ơi, trên nóng. Mày. Ôi. Trời ơi. Trời ơi, bốn thằng sao mình thủng mình dữ trời ơi. Luôn ơi, hay luôn ơi. Cố lên luôn ơi. Luôn ơi, anh em hay quá luôn ơi. Trời ơi chết nữa rồi. Con. Mày. Anh Tùng ăn rồi anh nhá, em không biết gì đâu. Trần Trường hai mày làm cái chó ấy. Nhưng thử hỏi em tưởng bạn có bị ngộ đâu. Đây, bên đây có ba thằng này luôn rồi. Nồi góc đó, nó ở góc đó đó, mày thấy á. Nè anh Tô rất cứu nha. Rất cứu nha, bắt hai vị ông chân. Rất cứu nha. Rất cứu nha. Chờ anh xíu đi anh em ơi. Chờ anh xíu. Hôm nay mình rút rất cay luôn nha. Sao cứ hở ra là bị nó bắn vào đầu. Ui ui. Thôi không gấp. Đừng em nữa vậy. Kể phản diện Yamate. Má thêm đường mày Yamate nữa, tao sợ luôn. Thôi. Bảo mày đừng ngồi về, mày cứ lá cái chỗ này đây. Theo anh đi luôn rồi. Sachika, coi chừng nó đem rổ ăn qua đó. À con FK. AFK mà mua skin luôn à, ngầu thế. Hay là nó mới mua cây skin xong nó bị mẹ đánh nó bỏ thỏ đó trời. Anh Tô bắn hay vãi luôn. Chết ta. Ơ, trời ơi đâu đây nhỏ. Ui, hay đừng ơi. Tạc tử anh em, tạc tử anh em, xì. Chim bơ kêu vậy, từ từ luôn ơi. Cái đâu vậy? B928 xâm tiền, ngư đại ca. Mày đừng có la cái giọng nữa, câu ơi mà. Nó kìa, nó vũ. Một viên nhỉ. Bắt. Ủa chết rồi hả? Anh tôi hiểu rồi. Yamate Kurasai. Yamate Kurasai, từ từ anh em. Yamate Kurasai. 80 điểm. Cái con lạ anh này. Anh em ơi, nó bị bệnh anh em ơi. Nên là bữa nay nó thở hơi gấp đi. Thông cảm nha. Nó bị bệnh. Đó vậy. 1, 2, 3, 4 Kelly màu vàng. 4 thái lẻ. Đọc tên này đi, mình hết biết được đọc. Ủa thích nó ở trên à. Chờ nó. Go Nino ơi. Ok, ủa thích đâu
đừng xin. Ôi cái gì vậy, trời ơi cái gì vậy ông nè. Tôi cố gắng lên, anh tin tưởng anh mà không. Thôi tập trung bắn hàng quỷ đó hết này em ơi. Đây là tôi em ơi. Tôi qua nóng nè chờ xíu nóng ra. Đừng xem. Đi phải vòng lại làm mẹ miếng nước cho tịnh tâm anh ơi. Vòng lại xe ơi. Đừng có chết tao á. Từ em ơi. Từ đây nó hay thằng này mỏng máu. Nó ba trời tôi quá kêu. Thằng xe. Ủa kêu tèm nó nọ hả? Đừng cho bôi cái ông nọ đi. Tèm ca ơi. AFK rồi. AFK rồi thì béo ngậy. Lưng đâu hỗ trợ anh chết luôn rồi. Oh my god. Trời ơi Jesus. Má thằng này phải chặn mít thằng này cái em ơi. Từ để chặn mít thằng xí cái. Bắn chết nhỏ này rồi. Ôi kìa xui vậy. Chặn mít xí anh em ơi. Tôi tập trung bắn anh em ơi, không mới bắn được. Anh tôi áp ảnh tôi về ngủ mơ bị DC gì. Thôi bỏ đi mà làm người. Ê có thằng AFK AFK để anh tô cho. Tôi thích bắn mấy AFK lắm. Xong một. Bỏ. Thằng nào bắn thằng AFK vậy? Cố lên anh tô. Thằng nào bắn thằng AFK tao mất quá kêu vậy? Xí ơi là xí, mày đừng có làm gì nữa. Đây ganh cao thủ các bạn ơi. Ok, có con chích điện luôn nhưng mà team mình vẫn có chích điện mà. Xí anh rồi. Gì? Thôi mấy chuyện anh. Ui trời ơi, cái súng đó kìa. Nãy mình nghe nó chạy nó bắn là mình biết nó nhanh vãi cái chuẩn rồi. Hay luôn ơi. Ê luôn. Rồi đứt rồi. Xì ơi làm đi xì. Xì. Hay tàu lao. Cái mít của mày nhảy rồi. Ê nó qua. Chết tao rồi cái skin. Đừng em. Trời ơi nó đục một phát hai thằng luôn. Trời ơi cái gì vậy. Má nó cầm cái skin cây vậy. Nó qua nó đục chưa kịp phản ứng luôn trời. Trời ơi, tao ghim mày rồi đó nha, tao ghim mày rồi đó. Thôi kệ đi anh em, bỏ. Tập trung. Nó bên thính kìa. Rồi, anh thấy cái giò một thằng rồi nè. Má đứng đi xin, nó đứng vào rồi. Lụ đạn nha. Chung mà đang có thằng gì? Có không? Ui trời ơi, nó bẩn kìa. Công nhận được chứ. Nhưng mà anh không ngờ. Má anh không ngờ là nó đứng đây tới vậy luôn á. Thôi cút về nó biết rồi. Có thằng ra nữa kìa luôn. Không, nó cút về rồi nó cam anh thôi. Nhưng mà anh không ngờ là mẹ nó đứng lâu tới vậy luôn á. Trời ơi vãi lòng thật. Mình cứ tưởng nó đứng hơi, ai ngờ nó đứng lâu chứ. Dạ. Mày biết ba không chết. Anh hết keo luôn rồi. Rồi wow, sao lại wow lại không kêu uống nữa uống quá nó đẹp em mới đuổi tầm số luôn. Không chơi đi chung cho anh Tùng biết lại. Vậy? Không sức đi. Vô à, ảo dữ hả? Cảm ơn nha. Ta, người số cấp này. Má, em ở trong nhà mà nó. Cố em, cố đi. Cảm ơn nhé. Nó qua kìa. Cái gì điện qua. Lên nhà đi anh em ơi. Hay Tùng ơi. Nó mồm nè. Đào thiệt kia.
Hai cố gắng, cố gắng là kèo, đang hay nha, cố nha. Lốm, có một thằng à. Ui. Nó cút về rồi, Hay, hay em ơi. Trời ơi, nó ở đây gần quá vậy. Tại tam bắn không được nha. Hay em ơi, tốt quá mấy người anh em ơi. Ủa thằng này chết rồi hả? Thế mạnh cứ tưởng này sống chứ, ai ngờ thằng này nó chết rồi. Hay anh tôi đốt cho, anh tôi đang chạy quá. Hay luôn. Tuyệt vời. Anh cho. Bảo Kiệt Kim, anh đến bao giờ? Ui bắn ba viên không chết kìa. Ơ em, cái bên đây có con nó công tổng ra. Kệ nó. Yếu nè, nóng nè. Nó công à? Nó công tùng. Làm sao em? Giảm công. Nó mòn nè. Đi em rồi. Đâu ai? Chờ xíu. Mai mốt anh tôi nhận tóc màu vàng cho đẹp trai em thích anh. Xong. Mày thấy chưa? Mày ẩu. Anh giảm lắm mà lại tính. Yes, chuỗi 6. 80 điểm tiếp anh em ơi. Cũng có 53 điểm mà. Cái này bắn tại vì bé này không có súng. À, top server chơi đi anh em, cố đi anh em. Nó bọc nè. Si đẳng cấp luôn, si 10 điểm si ơi. Mày làm đi, anh tỉnh đi, bóp đi. Mày im mẹ ăn bồn. Chúng tôi em vô ý đâu. Ôi thằng này một máu của anh cái. Em bắn con năng lên đam 1 kill rồi à. Ủa sao đạn le quá vậy? Thằng nó một máu luôn á rồi. Nó. Ấy sao lưng. Rồi chết rồi. Sao đạn le? Ta nãy mình bắn 800 đam, bây giờ mình bắn lên 1099 đam mình không chết chứ? Cái nịt anh. Sao kiểu biết quá 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 quá. Anh đừng vừa làm xong anh hả? Trời ơi, trời ơi. Si đang tận hưởng sự trân tru của dầu ăn và củ khoai băm. Si ơi, thằng kia nó bảo mày đang tận hưởng sự trân tru của dầu ăn và củ khoai 3 mét kìa. Mong mua này. Bên mình có không luôn? Con lương đi bên kia. Có Si ơi. Ba à. Một cây vậy khó mãi. Nó màu. Lại đi anh em ơi. Ê Si, kéo mình Si. Ơ gì hả? Cô xì đi em. Cảm ơn nhé. Gạt hết cái khu này đi, còn đằng này nó kia luôn. Luôn ơi, đằng kia nữa. Đúng rồi luôn. Cô gắng. Ê lũ. Luôn ơi, gắng lên em ơi. Anh tin. Xì câu xíu đi Xì. Câu giờ xíu đi Xì, từ Xì. Phải Xì. Con trố nó kinh nhẫn. Trần Trường Phúc mất giày. Tùng bị nó bắt trước kìa anh Tùng. Em gắng làm một nữa Tùng ơi. Đây cho anh có nè. Hai viên luôn ơi. Đẩy luôn ơi. Nóng nè. Từ từ em ơi. Yếu. Trên đây yếu. Em chạy luôn trên đây yếu. Ôi còn trong đây nữa. Từ từ anh em kể. Và dám ma tê phủ đã xong. Hãy trong ngoài nó nhé. Má anh không ngờ là còn thằng ở đó chứ. Hay. Anh không ngờ là còn thằng ở số lượng nữa. Nãy anh bắn vô thằng gạt rồi. Một phải ba tháng đi. Nó bắt tù kê chạy. Ừ ngay chỗ Si có luôn nè. Từ gắn cái Tùng ơi. Hay em. Tùng. Qua đi. Anh đang quan Tùng nè. Danh Tùng Nguyễn 43 như trận trước đi anh. Từ nha. Hay em ơi. Ê ơi, sau lưng kìa Si ơi. Mày bắt tao. Lên nè, chơi. Bắt tao khỏi nhà góc. Trên nhà nó có. Con người nó màu, còn thằng ở trên thôi á. Nhật Bản. Yếu rồi. Cái gì?
đừng có ổ. Hay hay cố gắng rồi kẹo anh em ơi, cố gắng đang hay lắm nha. Đi đi hết luôn, đi chung hết luôn. 3 1 nóc lên lên. Chờ lũ quá. Vô tiếp. Hai em. Nó về lên. Hai còn một. Hay. Rồi, khỏe rồi. Ở đâu? Trên tôi. Ôi khỏe quá. Hay quá em. Phải thế, lúc cần là phải thế, đem tô cho Tùng ơi. Rồi, em đi ngủ. Béo rồi. Yếu, 141, 7 giúp 3. Phải thế, lúc cần là phải thế, chủ bẫy trở lại. Đầy sự đau đớn nhưng không sao, quá tuyệt vời anh em ơi. Yes sir, 80 điểm tiếp tục. Thanh Trúc, 7 vòng quê. Biến biệt được. Anh em tụi tôi tính ván cuối cùng đi ngủ, ai ngờ gặp hách luôn. Tin em không? Được. Ok, lắm anh em cố gắng nha, cố gắng hết sức mình nha. Tính bé này nữa đi ngủ. Ai ngờ gặp hết luôn. Qua. Đừng xí. Nóng bầu. Cố gắng luôn rồi. Cố ăn cái được luôn nè. Cố nhanh mà. Xin tính nhiệt 4 phụ. Gặp hết à? Chắc vậy. Hát hoặc bot. Còn hát 2 bot. Còn ok. Làm ấy. Cảm ơn nha. Cũng không biết em ơi, cái thằng anh mới giết á, cái thằng đó nãy nó mới chạy qua là bị anh giết rồi. Bắn mà được 2 rồi thì để anh 2 nha, anh lấy điểm nha. Ui rồi ơi. Hay rồi, hay anh em. Rồi boss rồi, không phải hấp boss rồi. Nóng bầu nè. Nóng 2 nè. Boss rồi, cái này có khiên cùng làm được thêm ván nữa luôn á. Chuối chín nè đi. Lên luôn xí. Để anh làm hai thằng lại cho Tùng. Đỏ đen nha. Ui rồi ôi. Lên trước AC. Ây, cái mà đang ra chi ca cô. Chuối người anh Tùng đang mệt mỏi. Bắn luôn đi. Nó cứu đi rồi. Anh Tùng xem còn mấy phút nữa. 12 giờ sáng đi, 12 giờ sáng đi. Trời, chắc là thằng tới 1 hay giờ chơi được. Cảm ơn nha. Đến nó còn đi ngủ. Nhá này, em buồn rồi. Có bảo vệ 12 giờ sáng là... Okay, không, 12 giờ sáng là ok đấy em à. Anh mà bảo 8-9 giờ sáng nó mới có vấn đề. Ôi đây. Rồi, giờ trong hành viên không ai tin là anh được hiện giờ. Nào làm trận nữa sao sáng luôn đi. Đúng rồi, tốc độ luôn đi. Trời ơi, chú 8 đẹp luôn này. Nhẹ nhàng cho game cuối. Chú 8 luôn này, nhanh luôn. Ôi, ván này nhẹ nhàng anh em ơi, ván này nhẹ nhàng. Ai đã bóng quy hắc nhét tao mày, mày chết bà mày tao rồi. Ván này nhẹ. Ôi sao cho này anh chơi một phải. Mẹ rồi, anh Tô, em chui vào trong nhà luôn. Anh Tô. Sao em chui vào nhà làm chi đấy. Anh Tô. Kê lớn. Anh Tô. Ôi cho em chết đi, em ngu rồi em chết đi em ơi. Em ngu rồi em chết đi. Mình tái luôn rồi. Mỗi thằng đưa lên đây tao 10 ngàn là tao được chơi cái thằng. Anh Tô. Gió. Hai em ơi. Mày chết rồi mày, mày ngáo ngáo. Mày ngu rồi mày chết đi. Lẹ luôn rồi. Bên phải luôn rồi. Hãy lưng ơi, cố lưng ơi. Ui giời ơi, cái thằng đậu xanh, thằng tàu này, tàu cửa này. Nó qua rồi nhỉ. Vậy? Ma mượt dưới trời. Đừng. Anh Tùng cố tình. Ê, tại mượt dưới trời. Rồi, em thì bán này em đéo được. Sao không bấm nhân duyên mà anh đánh tên hoài. Đủ, thoải mái. Mày bắn bố mày đi. Bắn tàu. Lấy cái này mượt kìa. Cái này mượt chưa trời. Bắn chỗ này biết nào thua trời. Hoàng Kha. Nó mượt thế này bắn biết nào thua. Nãy vậy là nãy mình gà là do. Là do mình lát anh em ơi chứ không phải là mình gà. Lưng. Thả nó một máu thôi. Em chạy đi đâu ấy. Em sống kìa. Nó một máu mà. Mấy anh tôi máu đây. Chơi tới xem đi máu đây. Đi với anh đi luôn rồi. Rồi bên phải rồi. Cái gì vậy?
qua phải. Anh tôi. Lên xe. Ok, 4 chơi luôn em, có gì đâu phải rén em. Nóng 1 nè. Cảm ơn nha. Nóng 2 nè. Anh gạt đầu. Còn bốn. Nhẹ nhàng, bốn phải rè. Đã mà. Chơi nữa cũng có team đâu mà chơi. Rồi tốc độ. Ui, nó bắn kìa. Lên xi. Mỗi chân nhanh lúc nó luôn đi. Đây, đang lên nãy. Thanh Thủy Lê, 11 giờ anh. Nó trên đây nè, trên đây nè. Nóc chưa xi. Lâu rồi. Ok, con mẫu thôi. Hai. Ba. Tốc độ. Ba. Nguyễn Thủy Trang, xin nắng mắt bên này mẹ. Chắc là... đấy anh ạ. Không, theo anh nghĩ là nếu nếu như mà mày nói thôi trừ bao nhiêu cũng được, chắc nó trừ 50 uy tín. Em cũng bị trừ 10 một lần rồi. Em đạo là em khác. Lên. Một nốc. Kỹ năng đi ra. Hai dấu. Masashi Kaku, lúc đấy anh... Trời ơi, nhanh mà, quá nhanh luôn. Nhanh lắm. Tại nghe quá. Phải rồi. Thì nó cũng đang kêu mà. Làm cho mình ám ảnh cuộc đời. 5 phút, 2 phút, 1 phút. Chị Diễm đã đến dấu. Nghe nghe ra thằng anh Tu làm cái tấm ảnh. Tấm ảnh gì đó. Anh em ơi, nó nghe nè. Bây giờ á, mình cố gắng đi. Mình cứ giữ chuỗi cho nó đều. Không phải là anh em mình bắn gà mất chuỗi mà anh em biết gì không? Hồi nãy tụi tôi cố ý anh em à, cố ý thua để tụi tôi lấy lại chuỗi cho đều đều nhau cho nó đẹp á. Thật. Hồi nãy thấy nó trên vên quá, thằng chuỗi 20, thằng chuỗi 20 mấy, thằng chuỗi 10, 10 mấy đồ nghe trên vên anh em à. Nên là anh em tụi tôi bây giờ quyết định đoàn kết ngồi lại với nhau bắn lấy phương chuỗi chung với nhau. Hả? Chào em. Nói chung là không phải anh Tô bốc phét đâu mà là anh Tô nói trong lòng mà thôi với bọn này là thôi bây giờ anh em mình leo chuỗi thì dù gì cũng leo rồi. Nên là leo thì mình leo cho nó đều nhau một xíu. Đó, thấy không anh em thấy 4 số 9 đẹp không? Vẫn đang dư mà. Vẫn đang dư mà, lục cho nó đi. 4 số 9 đẹp không anh em? 4 số 9 quá đẹp. Anh tôi, anh em tôi tình nghĩa anh em anh em à. Anh Tô điêu. Điêu gì? Tình nghĩa anh em, si chuỗi hai mấy tôi cũng chuỗi 16 rồi. Lưng độ chuỗi, tổng chuỗi không có nhiêu. Nên thôi tình nghĩa anh em bây giờ phá chuỗi leo lại. Đó, giờ full chín. Bây giờ lên. Bây giờ lên 4 người 100 đẹp không? Đẹp liền. Tuyệt vời, ok. Sao cuối cùng lên 125 sao? Anh em chúc anh em buổi tối dễ ngủ ngon. Bye. Chung là cái này là tình nghĩa anh em thôi.